Ôi trời ơi. Hello, chào tất cả anh em nha. Vâng, hôm nay đi đồi và mình có gặp một con kỳ đà. Đây. Rồi các bạn thấy nó chưa? Siêu. Đây nhá, một con kỳ đà này. Rồi, như vậy là nó đang ở trên cây này và mình sẽ bắt nó cho các bạn xem nhé. Ok, tôi sẽ nghiên cứu. Rồi, nếu mà trèo lên cây thì nó sẽ nhảy xuống và chúng ta sẽ không kịp đuổi theo. Xung quanh đây, bên này khá rộng. Rồi, lưỡi dao tỉa cây nhé. Đấy, rồi mình sẽ lấy cái này mình thử xem có đến không, chọc cho nó nhảy xuống nó mình tóm nó nhé. Không đến ạ, không đến các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên một đoạn nhé, thọc nó luôn, một tay trèo luôn. Đây. Xuống đi. Nó chạy qua bên này rồi. Cho nó xoay như trong chóng luôn. Ui, nó xuống đây rồi. Ủa, rớt đâu rồi các bạn? Không thấy rồi các bạn ạ. Nó chạy đâu được? À đây, à đây, à đây. Đây này. À, thì ra nó chạy qua bên này rồi. Nay nó ở đây nhá, giờ nó nhảy qua đây này. Đấy. Nó đang. Rồi. Ui, mệt quá mọi người ạ. Chạy rồi, chạy rồi. Ui, chạy rồi. Lên đây rồi. Ui, lên đây rồi này. Đây nhá. Rồi. Mệt quá. Ướt hết áo này. Đợi tao với. Nó chạy lên cái cây này nhá. Tiếp tục nào. Bị nó cắn rồi các bạn. Ôi, máu chảy rồi. À, đây. À, kỳ đà đây. Hì hục cả buổi sáng này, bị nó cắn, máu me từ lưa đây. À, ok nha các bạn. Như đã hứa nhá, mình đã bắt được nó. Mấy tiếng đồng hồ lận.
Ôi, máu rồi. Rồi, mình sẽ đi về và băng bó cái tay lại. Rồi, đừng quên subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị nhé. Tiếp nhé. Xin chào.